Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em tới Đà Nẵng Hồng Tâm. Đây là lối ra vào của Đà Nẵng cô chú anh chị và các bạn. Đây chỗ bán đồ chơi cho những em bé thiếu nhi. Đây là cổng lối ra lối vào của trại rắn Hồng Tâm cô chú anh chị. Các bạn đang mua vé vô đưa chỗ Hồng chị đưa vé bạn vô trong trại rắn cô chú anh chị và các bạn. Cô vé của em đến đây kết thúc, em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết cô vé của em.